Vâng, tiếp tục chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là bảnh con. Nội dung là yêu cầu chúng ta học cho các bạn thành nhiệm vụ. Bảnh con. Thì nó cũng tương tự như cái phần nhóm con thôi. À, định nghĩa như sau. Giả sử x là một vành và a là một bộ phận của x ổn định đối phép cộng và phép nhân. Ta gọi a là một vành con của x nếu như a cùng với phép toán trên x, hai phép toán trên x là một vành. Như vậy nếu đúng như định nghĩa thì chúng ta lại phải ngậm ngùi nào là chứng minh a khác rỗng này, rồi a đối với phép toán cộng thì là có những tính chất thế nào ạ? Khác rỗng này, phép toán cộng có tính chất kết hợp này, có phần tử trung lập để mọi phần tử đều có phần tử đối này. Và ngoài ra có tính giao hoán này, phép toán phần sinh giao hoán này. A đối với phép nhân này, thì A khác rỗng này rồi đối với phép nhân tính chất kết hợp, đúng không? Nhưng mà nếu như chứng minh theo đúng định nghĩa như thế thì ta e rằng là chứng minh xong thì cả nhà về nhà ngủ hết. Thế ta phải nghĩ như thế nào đó. Nhưng mà trước khi vào cái việc đưa ra một cái điều kiện để chứng minh một vành con, ta có nhận xét sau đây. Nếu A là một vành con của X thì phần tử không của X cũng phải thuộc A, và nó cũng là phần tử không của vành con A. Tại sao lại như vậy? Thì tại vì nó phải như vậy. A là một vành con của x thì chắc chắn nó phải khác rỗng. Nó giả sử chúng ta gọi a nhỏ là một phần tử của a thì a thuộc thì trừ a nó cũng thuộc. Thì a thuộc mà trừ a cũng thuộc thì là a trừ đi a nó sẽ ra gì ạ? Là không. Như vậy là cái phần tử không phù hợp với vành của x nó cũng phải nằm trong a, đúng chưa? Thế đó có gì đâu? A vành con thì a là khác rỗng, khác rỗng. Giả sử a nhỏ là một phần tử, a nhỏ thuộc trừ a nó cũng thuộc, a thuộc một trừ a cũng thuộc thì là a trừ đi a sẽ là bằng không, cũng không thuộc a. Cho nên cái nhận xét đầu tiên là xong. Thứ hai là một vành x thì bao giờ cũng có hai vành con tầm thường, là cái vành là chính nó và cái vành gồm mỗi phần tử không. Được chưa? Rồi. Giả sử A là một tập con khác rỗng của vành X, khi đó A là một vành con của X khi mà chỉ khi nó thỏa mãn hai tính chất sau. A trừ đi B thuộc vào A, với mọi A B thuộc A. Có biết cái điều kiện 1 này dẫn tới cái gì không? A trừ B thuộc A dẫn tới cái gì không? Không phải. Cái điều kiện 1 này dẫn tới cái gì biết không? Hoàng Thị Thương. Một là dẫn tới cái gì? Thương rồi. Ừ, em trả lời đi. Tôi biết cái điều kiện một dẫn đến cái gì? Không biết đúng không? A trừ B thuộc A với mọi A B thuộc A. Điều này chứng tỏ rằng là A đối với phép cộng chính là một nhóm con. Cái điều kiện một này chính là dẫn đến A là một nhóm con ấy. Thế còn cái điều kiện hai là A nó ổn định đối với phép nhân. Ổn định đối với phép nhân. Thì cái phép nhân lúc đấy nó sẽ có tính chất kết hợp luôn. Như vậy nó sẽ là một cái nhóm. Thế thôi, cái ở dưới là để là ổn định đối phép nhân thì nó dẫn tới cái con A đối phép nhân là một cái nhóm, còn con trên cùng nó là một nhóm con đối với phép cộng. Như vậy sau này mà chúng ta đi chứng minh là một vành con, chúng ta cứ chứng minh đủ. Đầu tiên là phải khác rỗng, đừng quên nhé. Sau đó là A trừ B thuộc A với mọi A B thuộc A, tích hoặc ví dụ
Thì ví dụ nếu như trong ngày hôm nay mà thầy giáo chưa chứng minh kịp thì lúc nào đó thầy giáo có thể đưa lên YouTube các em có thể xem, hoặc là thầy giáo đánh máy nha, thầy giáo gửi lên nhóm, do thời gian nó không cho phép dạy thêm thì nó sẽ cháy giáo án, mà bớt thì không đủ thời gian, thì giáo viên dạy bài tập lại kêu là chưa có lý thuyết làm sao làm được bài tập. Tập các số nguyên là một vành con của các vành số hữu tỉ, thì tập hợp các số nguyên chúng ta ký hiệu là Z, còn quy tập hợp các số hữu tỉ là ký hiệu là quy. Như vậy đầu tiên đấy là Z khác rỗng là hiển nhiên bởi vì nó chứa số 0. Thứ hai là với mọi a b là các số nguyên thì a trừ b, ngồi đấy mà xem tay xem có học giỏi hay không. Bây giờ nhá, thầy dạy em một cách là như sau này, ngày nào em cũng nắm cái tay vào thì cái đường này có càng ngày sẽ càng đậm lên, đó là đường học hành. Chơi cái này đấy 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 bây giờ để bốn động như này nó nắm vào bốn động nữa thì còn cái gì cái bé cái tay này nắm chắc càng ngày càng động đâu sau đó thì không phải gì cả. Con gái là tay phải. Bây giờ mình tiếp tục quay chỗ này, tập hợp số nguyên này. Cứ thấy cái đường học nó dài dài mà không học ngày dần dần nó mờ đi đấy. Tiếp tục này, mọi số nguyên a và b thì chúng ta đều có là a trừ b đều và thuộc vào nguyên đúng không? Cho nên điều kiện thứ nhất thỏa mãn chưa? Đấy. Hiệu của hai số nguyên là một số nguyên. Được chưa? Tiếp tục. Tích của hai số nguyên thì làm sao? Cũng là số nguyên, như vậy điều kiện một, điều kiện hai thỏa mãn và nó khác không nữa. Xong chưa? Đúng chưa? Rồi, như vậy thì nó đã nói xong ví dụ một nhé. Ví dụ hai, ví dụ ba các em tự làm.